Hobbies Entertainment Channel các bạn. Chào các bạn. Hôm nay Chloe sẽ mở một món đồ chơi mới nữa nha các bạn. Trời, làm gì háo hức dữ vậy? Đây các bạn ơi. Đi. Đây là món đồ chơi mới nha các bạn. Đây là cái bộ đồ chơi Pinbo Game, tiếng Việt của mình gọi là trò chơi bắn bi các bạn ạ. I'm gonna be a zombie. Ok, bộ đồ chơi này là 454.000. Rồi Chloe ơi, bây giờ con Chloe bây giờ con ráp cho mấy bạn coi nha. Ok không? Okay. Đây con này nha mấy bạn. Rồi hoành tráng. My name is Chloe. Trên đây là có hướng dẫn chút nữa các bạn coi Chloe với lại mommy chơi là các bạn cũng biết nữa. Ok, Chloe ơi. À, Chloe đang khoe cái hình tattoo đó các bạn. Đó, thấy không? 5 tuổi thôi mà đã in tattoo rồi. Yeah, tattoo. Tattoo hình gì vậy, Chloe? It's Doremi đây. Doremi là em của Doraemon. Ok, Chloe. Doremi. Ok. Thôi bây giờ con rap cho mấy bạn coi nha. Con biết rap không? Dạ. Yeah. Ok. Ok nha. Rồi, rap đi, bắt đầu. Chloe okay. Ơi, bây giờ con mở cho mấy bạn coi nha. Ok. Rồi, ok. Rồi trong cái hộp One có piece. Gì? I need your help, mommy. Cần mẹ giúp đỡ hả? Dạ. Yeah. Có gì đâu, con bưng nguyên cái hộp đó một chút nó ra một cái là xong. Elephant. À, coi trong cái hộp có cái gì nha mấy bạn. Ở trong cái, tại vì mấy cái viên bi là đúng ra là nằm ở, khi mà mình mới mở cái hộp á, là mấy cái viên bi này sẽ nằm ở trong cái một cái bịch ni lông. Nhưng mà tại vì cái này Chloe lấy ra chơi rồi mà. Nhẹ nhàng thôi. Ok. I dumped the hole out. Ok, rồi con để cái hộp đó qua một bên đi. Trời ơi. Quậy quá. Nè, đây một miếng nhăng nè. Đó. Vàng chất. Rồi, bây giờ con ráp vô đi. Đủ rồi, thôi đừng quậy nữa. Trời ơi, chết rồi. Sorry. Con biết gắn vô không? Không được hả? Vậy để chút qua, để nó chút nữa hôm qua mày gắn lại cho. You mean it's glue is make me stick. À, thôi vậy bây giờ con ráp những cái phần khác vô trước đi, rồi chút nữa mẹ sửa cái đó lại cho, không sao đâu. Sorry mommy. It's okay. Rồi bây giờ Chloe ráp vô cho mấy bạn coi coi cái này ráp sao nè. I don't mean to do broken it. Okay. Man. Rồi thôi bây giờ con ráp đi. This one is okay. Ừ, đúng rồi, cái đó thì okay, đúng rồi. Those are okay too. Đúng rồi, mấy cái này cũng ok. Rồi, đây. Đây nè mấy bạn. Rồi, con ráp thì sao thôi. This one. À, cái này là gồm có 4 miếng như vậy đúng không? Yeah. Hay quá. This is broken. It looks like a hat. This looks like a hat. Giống cái nón hả? Cái nón rồi, cái đó giống cái nón. So funny. So funny. Okay. It says go here. This is like I'm making pizza. Chloe nói là ráp cái này giống như là Chloe đang nấu pizza vậy đó. Hay quá. And the only one piece is a triangle. Okay. This is good stuff here. Rồi, cái đó là cái miếng cuối cùng đúng không? Yeah. Đó, đầu tiên là ráp cái bàn để mình bắn bi trước. Pinball. Pinball, Chloe nói pinball. 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 Is that pinball? Okay. Rồi, giờ tới cái gì đâu? And this was is going in the middle. À, cái này là gắn vô chính giữa. Yeah, just...
Okay, it's really tight. Hay quá. Rồi giờ tới cái nào nữa? À bi á hả? Bi để chút bắn đúng không? Yeah. I'm not gonna use this because it's broken. Không, cái đó không có hư đâu, chờ nó xúc ra thôi à, chút nữa mẹ gắn vô cho. And I want to put this. Rồi bây giờ cái đó gắn ở đâu, để ở đâu đâu? Đâu chỉ cho mấy bạn với cái đó slide để làm sao đâu. Đâu hình như ở dưới đó nó có hai cái miếng. À. Đâu hai cái nào đâu chỉ cho mấy bạn nhé. Dạ nó chứa ở trong đây nè. Đâu đưa mẹ coi coi. Cái này đây đúng không? Hai cái cục là hai cái xanh xanh đúng không? Đúng rồi. Rồi gắn vô cái rãnh đúng không? Đúng rồi. Rồi gắn vô cái rãnh màu xanh xanh đó. Rồi còn mấy cái kia đâu? So we're gonna put this on like this. Oh. It's on. Yeah, thấy không? Con cũng tự làm được thấy không? Chứ đâu cần gì mẹ đâu đó. It's on. Ừ, dễ ở cả Chloe ơi. It's on. Rồi bây giờ con gắn mấy cái còn lại vô đi. Cái it's bộ on, rồi. Mommy. Ok. This is so cool. Cái bộ đồ chơi bắn bi này là chơi được từ 2 người trở lên nha mấy bạn, 2 đến 4 người. Đây mấy bạn nhìn nè. It's on. This what the? Đó, đây là cái máy bắn thứ hai là đó mình để vô. Yeah. Dễ ráp lắm. You put it over there. À mẹ phải không? You gonna play with me, mommy? Ừ, đúng rồi, chút nữa mình chơi với nhau mà. Give me that. Rồi, cái này nữa đúng không? Rồi, cái đó gắn đâu? This is broken. Bottom set. It's okay. And this one helps it. And this one don't have it. Ừ. Rồi, con gắn vô thử xem. Cái đó gắn ở đâu? Go to right. Rồi, cái miếng thứ hai. This one's broken. À, cái đó broken. Cái nào mà nó bị cái đó nó bị broken á, nó bị thiếu cái mắt, cái chân gắn vô á mấy bạn. Nó bị gãy. Chloe chơi hay quá. We want last one. Ừ, cái cuối cùng đúng không? This is gonna be popping up. Thì con gắn cái kia vô, bên kia nó bị bung rồi mình gắn vô, dễ mà. Hay quá. Rồi. Don't touch it. Don't. Ủa rồi còn hai miếng xanh xanh này để làm cái gì vậy? These are for... Hai miếng xanh xanh này nè. Give me those. Thank you. Kìa, đây miếng nữa nè. Rồi con gắn làm sao đây? Right in these holes. À, ngay chỗ đây ha, có cái lỗ nè. Okay. Một cái it's đó. Right over there, need to. Rồi còn cái đó bây giờ bây giờ còn cái này mẹ xoay cái này qua cho con gắn vô nha. Đúng yeah. không? Đó xoay nó qua. Con gắn ở bên kia đúng không? À, rồi Chloe xoay phụ mẹ đi. Rồi xoay phụ qua. Chaya to my life. Rồi gắn cái miếng nó vô sao? Stuck. Right in these holes. Ở trong đó nó có chỗ đó nó có cái lỗ đúng không? Yeah. Ừ, hay quá. Ủa vậy là rắp xong rồi hả? Yeah. Không hết nguyên rồi hả? Bốn cái này chơi được 4 người thì nha mấy bạn. Đó. Cái này chơi 4 người. 2 người cũng được, 3 người cũng được. Nói chung là từ 2 người đến 4 người. Rồi, để mẹ cho mấy bạn coi cái cần này nó làm gì nha. Đây mấy bạn. Cái chỗ này là mình ấn vô rồi để mình bắn cái bi ra. Đúng rồi. Chút mình cái bỏ này bi để vô đây. Con grabbing á. À, bỏ bi vô đây. This is for grabbing, mommy. This is for grabbing. À, còn cái chỗ này nè. Cái for chỗ grabbing. Này là khi mà mình ấn vô rồi mấy bạn thấy không? Nó có cái càng nó đẩy cái bi ra. Giống cái tài quá à. Giống cái tài quá hả? Ok, let's get started. Rồi, chuẩn bị chơi ha. Đó, Chloe bỏ bi vô. Ủa, Chloe ơi, trong bây giờ bi nó có hai màu. Con phải chọn màu nào, mỗi người chọn một màu.
Chloe, con chọn màu nào? I choose two. I love to choose two. Không, mỗi người một màu thì mới biết được một hồi người nào thắng, người nào thua chứ. Đúng không? Giờ con chọn màu nào? Hả? Cái nào chọn nào một màu thôi thì màu còn lại mình sẽ lấy. Con chọn màu nào? Ok. Thì mới biết là một hồi bắn thì một hồi mới đếm lại người nào mà bị thủng lưới nhiều hơn thì người đó thua ấy. Con chọn màu nào? Phải chặn lại đó. Ừ, cho nên là phải chặn lại chút nữa nói cho mấy bạn cái luật chơi nha. Ủa bây giờ chọn màu nào? Chloe đang chọn màu nào? Đây là mấy bạn đó, hoành tráng. Đẹp đi chưa? I choose red. À, con chọn màu đỏ phải không? Yeah. Rồi bây giờ con lấy toàn bộ màu đỏ con bỏ vô trong cái súng của con. Thì mommy, you got red. Ừ, bên đây nó còn. Nè, bên đây cũng có màu đỏ nữa nè con. Which one? You're gonna choose orange. Orange is really your best color. Ừ. Nè, mẹ trả cho con màu đỏ đó, con lấy con. Vàng cháu quá. Vàng cháu. Thôi đó, con lấy con bỏ vô trong cây súng của con đi. Vậy là mẹ màu cam ha. Chloe quyết định vậy rồi phải không? Dạ. Where's the pouch? Why you put everything? Đâu có đâu, tại vì nó chạy vậy mà mẹ thảy qua cho con đó. Why you choose orange, mommy? Thì con chọn màu đỏ thì mẹ phải chọn màu cam chứ nó có hai màu à. Ừ. Đúng không? Rồi, chuẩn bị chơi nha con. Not ready yet. Because okay. You put it right here, I'm gonna get those. Ừ, rồi mẹ lấy cái bi màu cam của mẹ bỏ vô cái súng. Mẹ bỏ hết bi vô chưa? Dạ. Rồi bây giờ mẹ ăn chưa xong, mẹ đợi xíu đi để mẹ bỏ vô. Mẹ làm nhanh quá à, mẹ làm không kịp luôn á. Nè, đây còn viên màu đỏ nè. Slide it in. Rồi bây giờ sẽ giới thiệu cái luật chơi, cái trò chơi này với các bạn nha. Nguyên tắc á, là khi mà mình chơi á, mình sẽ cố gắng bắn được nhiều bi vào khung thành của đối phương thì mình sẽ thắng. Tại vì cuối cùng khi mà mình chơi xong cái trò chơi này rồi á, là mình sẽ đếm số bi. Bên nào mà có số bi nhiều hơn, tức là trong cái khung thành á, thì bên đó sẽ bị thua. Có nghĩa là đối phương đã bắn nhiều bi lọt vô khung thành của mình. Cho nên là nếu mà bên kia mà bắn lọt nhiều bi vô bên mình á, có nghĩa là bên kia thắng, có nghĩa là mình thua. Vậy thì nếu mà mình là người bắn bi qua bên kia thì mình sẽ dùng cái nút này nha mấy bạn. Nè, nút này nè. Nút này là nút bắn. Bấm cái nút này là mình sẽ bắn cái bi qua bên kia. Rồi khi mà bên kia bắn ngược lại bi thì sao? Thì mình sẽ đỡ. Mình có cái càng ở đây nè. Mấy bạn nhìn thấy không? Cái càng thì mình bấm cái nút này. Thì đó, cái càng nó sẽ hoạt động nè, thấy không? Đó, nó sẽ đỡ cái bi, đẩy cái bi ra. Đó. Thì mình khi mà bên kia bắn mình cũng có quyền mình bắn ngược lại, cứ bắn qua bắn lại, bắn qua bắn lại. Thì mình càng bắn vô bên kia nhiều thì bên kia càng thua thôi. Mà mình càng đỡ được bi nhiều ở đây thì bên kia cũng càng thua. Nói tóm lại là mình hạn chế số bi của đối phương lọt vô khung thành của mình thấp nhất có thể là mình sẽ chiến thắng cuối cùng. Ok chưa? Rồi bây giờ mình cùng chơi thôi. Yeah. Chuẩn bị chưa? Yeah. Ok, rồi bây giờ nhanh tay lẹ chân nha. Bây giờ hai bên đều bắn luôn. Rồi. Thôi không. Thôi mẹ đỡ, mẹ đỡ, mẹ đỡ. Đỡ. Bắn lại. Chloe không bắn. Chloe không bắn là Chloe không có thắng rồi nha. Ôi. Nè. Trời ơi. Trời. Rồi bắn đi, không bắn là thua không chịu. Mình đỡ, mình đỡ, mình đỡ. Bị đi vô. Đúng. Rồi, con bây giờ đếm hơn. Đi, bây giờ đếm đi. Mẹ của mẹ ít quá, của con nhiều hơn. Rồi, thôi bây giờ đếm coi 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 bao có bao nhiêu cái bi đỏ của con vô trong cái khung thành của mẹ nè. Ok nha, mà không đếm. Đây, đây có 1 2 3 4 cái thôi. Con bắn lủng lưới mẹ có 4 cái viên bi à. Rồi của... Để coi đâu mẹ bắn lủng lưới Chloe bao nhiêu viên bi cam. Đếm coi.
Đâu, Chloe đếm coi. Bỏ lên đây nè. Okay. Một. Đây, bỏ lên đây. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. À, chị con á, còn nữa hả? 11. Wow, vậy là mẹ bắn vô khung thành con nhiều hơn là con bị thua rồi nha. Nè, của con vô khung thành của mẹ có 1 2 3 4 à. Vậy là Chloe thua rồi nha. Rồi bây giờ trao trả tu binh nè, đó, trả lại bây giờ chơi lại nha. Ok. Kìa cái viên bị đỏ bên kia của con bị rớt ra nữa kìa. Đó, bây giờ bỏ vô chơi lại nè. Give me that. Rồi, chuẩn bị chưa? Dạ. 1, 2, 3, bắt đầu. Để con bắn chứ. Ừ, thì ai bắn cũng được. Ô, mình đỡ. Ôi. Đỡ bị đâm. Tới phiên mẹ nè. Tới phiên mẹ phản đòn. Hết đi rồi. Úp. Rồi bây giờ đếm nha. Ok, của mẹ là phải chứ. Rồi bây giờ đếm nè. Coi có bao nhiêu viên bi màu cam. Không, chỉ đếm màu đó chứ. Màu đỏ chứ. Rồi bây giờ lấy ra coi bao nhiêu cái bị mẹ bị lủng lưới. 2 nè, 3 nè, 4 nè. Hai cái này. 5, đếm rồi nè. Nhưng mà đếm lại đây con mới thấy đó. Nè rồi đếm rồi. Trời đứa sợ tôi ăn gian đó nữa trời. 1 2 3 4 5 6 7 8 đây nữa nè, 9. Là coi như là mẹ bị lủng lưới 9 viên bi đúng không? 9. Rồi bây giờ của con bị bao nhiêu viên bi màu cam? Ok. Rồi đếm đi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 còn nữa nè. 15 16 á. Vậy là Chloe thua rồi. Chloe bị lủng lưới rồi nè. Màu cam là của mẹ thì con bị lủng lưới rồi, nhiều hơn mẹ là con thua nữa rồi. Mẹ thắng rồi. Yeah. I'm gonna feed you. Rồi thôi bây giờ chơi lại rồi, cho chơi lại I'm nha cô. Feed you. Ok rồi. Cố gắng bắn đi nha, chứ không thôi là bị thua ấy. No worries, I'm gonna feed you. Okay. I'm gonna feed you. Rồi. Cố gắng bắn nha, không thôi là bị thua ấy. Rồi, mẹ xong rồi đó. Rồi. 1, 2, 3, go! No, my turn! Rồi, con bắn trước đúng không? Give me that. Ok. There's one over there too. Đó, chút nữa lậm, tới văng ra ngoài kệ nó đi. Rồi, trả lại nè. There you go. Ok. Thank you. Rồi, con bắn trước đúng không? Vậy mẹ đỡ, con bắn thì mẹ đỡ. Có vậy thôi. Hey, mommy, there's only one over there. Rồi, chơi lại đúng không? Rồi, chơi lại nha. Chơi lại hay sao? Dạ. Rồi chơi lại nè, còn sáu viên nè. Rồi ok, now your turn first. Đỡ. Rồi con hết đạn rồi, giờ tới phiên mẹ bắn nè. Con không đỡ là nó rụng lưới, gắng chịu nha. Rồi chưa, đỡ chưa, chuẩn bị nha. Đó, đỡ đi. Ê, không thôi nó bị rụng lưới á. Không chứ sao rồi vậy. Ăn gian hả?
do not play. Ủa tới phiên mẹ bắn chứ, Chloe bắn xong rồi tới phiên mẹ bắn cho ăn gián vậy. Ôi bỏ lên cho mẹ bắn chứ. Bây giờ con đỡ luôn nè, thì con dùng cái này con đỡ nè, con dùng cái này nè, con bấm cái này để con đỡ nè, con đỡ bi nè, đỡ bi. Ê xin nó đi vô ở trong đây bi à? Không, không có, con đỡ bi đi là nó văng ra à. Mẹ bắn qua mà con đỡ mà nó văng ra. Rồi con đỡ nha. Cha 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 ya. Ôi bi của mẹ nó bị, ôi nó bị stuck rồi hả? Ok. It's yours. Đó. Đó, con đỡ bi vậy đó, đó. Đó. Ôi trời ơi. Cha cha. Cái này nó xúc ra luôn ghê thật. That's for you. Tại nó bị mất cái chân ở bên này. Cho nên nó tại cái này nó bị gãy cái chân ở bên đây. Nó dễ rớt. Okay. Rồi, mẹ ơi, mẹ bắn tiếp nha, đỡ nha, đỡ tiếp nha. Rồi, cầm đi đi đi. Ôi. Đỡ ra đó, đó. Ừ đúng rồi. Chính xác, đẩy nó ra. Con đẩy nó ra. Ừ, con đỡ là con đẩy bi ra là con đỡ bi. Là mẹ không có bắn vô được. Rồi mẹ hết bi rồi. Xong rồi. Rồi. Ok, đếm của con. Rồi giờ đếm phải không? Đếm của con. Một nè. Không phải, vậy không phải cái màu đỏ. À cái màu đỏ lộn. Sorry, lộn. Cái màu đỏ đúng không? Một. Hai, ba. Bốn, năm. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Mười một. Mười hai. Mười ba. Ủa gì vậy? Giờ này còn thấy gì nữa? Ăn gian. Ăn gian. Mười bốn. Rồi mười bốn. Rồi đếm cái màu cam của mẹ đi. Nhưng mà còn ở bên trong. Còn đây nè. Rồi mười lăm. Mười sáu. Ủa gì? Mười bảy. Rồi mười bảy nha. Rồi đếm cái màu cam đi. Ok, mày đếm như con đi. Rồi mày đếm. I don't like counting. I don't like counting. Rồi mày. Cái này khỏi cần che luôn cũng được nữa. Cũng bắn được nha. Rồi. Rồi bỏ này qua đi cho trên hồi là tháo ra luôn. Rồi đếm đi. Bỏ lên 1, 2, 3. 3 cục. Đếm mình. Rồi đếm, đếm cho con ra thôi. Rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nha, viên này là 6 nha. Rồi 7, 8, 9, 10, 11. Ai sẽ thắng đây? 12. 12 nha. Rồi 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 kể nó đi. 12, 13, 14, 15. Ai thắng ta? Ai thắng nào? Rồi vậy là hồi nãy á, là Chloe bắn qua lưới mẹ là 17 viên bi. Mẹ bắn qua lưới của Chloe là 15 viên bi. Vậy thì ai thắng ta? Ai thắng? Ai thắng 17 với 15? Ai thắng đây ta? Chloe thắng rồi. Yeah. Vui không? Vui không? Trời, lần này là Chloe thắng rồi đó. Trời, vui không? Hả? Hồi nãy là Chloe thắng rồi đó. Vậy là nãy mẹ thua rồi đó. Why? Okay. Sao mẹ 15 vậy? Tại vì 17 hồi nãy là con bắn qua bên mẹ là 17. Mẹ bắn qua con 15. Thì mẹ ít hơn con thì là con thắng. Đúng không? Đã không? Hay quá. Nữa. Hả? Nữa không? Nữa không? Dạ. Yeah. Ok. Rồi. Mẹ. I feed you. Oh yeah. Đây mẹ bỏ vô đây. No. Tôi cô quậy. Ok. Nè. Rồi giờ tiếp tục ha. Còn đó, màu cam của mẹ đó. Rồi màu cam của mẹ. Rồi đây màu đỏ của Chloe đó. Chloe bỏ vô đi rồi mình chơi lại nha. Rồi coi. Coi như vòng này là Chloe thắng rồi đó mấy bạn ơi. Mình chọn màu đỏ this time. Ok. Mày có chọn màu khác không? Thôi giờ đổi đi, con chọn màu cam đi, mẹ chọn màu đỏ nha. Chọn không? This is yellow. Thôi kệ nó. Giờ, bây giờ con chọn bi màu đỏ hay màu cam? Hả? Bây giờ con chọn bi màu đỏ hay màu cam? Con chọn bi màu đỏ. Rồi ok.
Chloe vẫn tiếp tục chọn bi màu đỏ. Mẹ xong rồi đó. That's too much. Hả? That's too much. Nhiều quá hả? Có gì đâu nhiều. You see, that's a whole lot of orange. Ờ, thì con có thể lấy màu cam mà nếu con muốn. Tại con chưa bỏ hết màu đỏ vô, bỏ hết vô thì nó cũng nhiều mà. No. Ừ. Rồi. See, I don't have a bunch. Okay. Maybe you have a bunch. Rồi. Rồi, giờ ai bắn trước? It is me. Rồi, con bắn trước đúng không? Yeah. Ok, giờ mẹ đỡ. Đợi một xíu. Ok. Mẹ đỡ, mẹ đỡ, mẹ đỡ, mẹ đỡ, mẹ đỡ. Đỡ bi lại nè, đỡ bi lại nè. Mà mẹ không muốn lạnh nữa quá mẹ ơi. Thôi bắn nữa rồi, ok. Please. Con. I want to have some more. Rồi, ok. I got more bunch. Rồi, ok luôn, ok luôn. Rồi, ây da, đỡ bi mới được. Ây da, ây da, ây da, ây da. Ây, ây, đỡ nè, bum nè, bum lại nè. Bum lại, bum lại, ây da, ây da. Bum, ê. Rồi, đúng rồi, giờ tới mẹ chơi. Yes, we are each other, we are love each other. When it's my turn, we are pick up, we are love each other. Rồi, ok, Chloe nói là mình thương nhau mà. Ê. Rồi, xong rồi nha, giờ tới phiên mẹ bắn nha. Rồi, Chloe đỡ nha, chuẩn bị. Mẹ bắn nè, tới phiên mẹ nè, mẹ bắn nè. Đỡ nè, không chịu đỡ nè, cho vô bi nè, không chịu. Không đỡ là bị hồi bị thua gán chịu nha. Ừ, mẹ nói trước rồi đó, giờ tới phiên mẹ bắn đó. Chà chà chà, wait 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 wait. Ôi, nó bị kẹt xíu rồi. Wait wait. Let's try again. Hết rồi, hết bi rồi. Rồi. Bi của mẹ ít quá. Ừ. Rồi, giờ đếm nha. Đếm của con. Ôi chà, màu đỏ có bộ nhiều hơn rồi, chắc Chloe thắng nữa rồi. Count. Just count. Just count. You just count. Chloe count thắng count. Nữa rồi. Mẹ không muốn đếm đâu. Chloe thắng á. Mẹ biết mẹ nhìn cái bi đỏ nhiều hơn là mẹ biết Chloe we thắng to, rồi. Need to count them and then I can remember. Rồi, Chloe nói là bây giờ phải đếm thì Chloe mới nhớ con số được. Rồi đếm thì đếm. Ok, ok. Hey. There's a lot there too. Rồi. Ai. Gì vậy? Rồi, 1 2. Đây mẹ đếm cho nhanh nè. 3 nè nha, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Trời ơi, sao nhiều quá vậy? 19 luôn á. Rồi giờ đếm cái này của này của mẹ bắn không qua bị dội ngược về nè. Rồi cũng mẹ nó ớt qua bắn qua. Ồ. Con nó ớt qua. Ừ. Đâu mẹ bắn qua con được bao nhiêu viên đâu, đưa đây coi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Trời. I win. Đúng rồi, Chloe thắng rồi. I win. Thắng rồi các bạn ơi, thắng nữa rồi, mommy thua nữa rồi, buồn quá đi. We are tied, mommy, we are take a tie. Okay. Because you got 2 points and I got 2 points, we are tied. Ok, vậy là mình què đúng không? Tại vì mẹ thắng hai bạn, con thắng là hai bạn là coi như què nha. Someone get 2 free is a winner, okay? And then get a trophy. Chloe nói là ai đó mà thắng là sẽ có được một cái gì? Trophy. Trophy đúng không? Cái trophy là cái khi mà mình thi đấu á, mình sẽ có cái trophy. Tự nhiên quên cái tên tiếng Việt. Trophy. Ok, tiếng Anh là trophy. Ừ. À các bạn ơi, cái buổi review món đồ chơi
Pinball Game, trò chơi bắn bi đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của hai mẹ con. Hai mẹ con sẽ cố gắng làm các video review đồ chơi. Khi mà Chloe có đồ chơi mới Chloe sẽ làm video để mà cùng chơi với các bạn nè, cùng chia sẻ đồ chơi mới với các bạn nè. Rồi nếu mà các bạn thích video của Chloe, các bạn đừng quên cho Chloe một like nha các bạn. Bye. Bye.